Chào mừng bạn đến với kênh thông tin hướng dẫn của Mitumi Việt Nam. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để đặt hàng tại website vietkeybot.vn. Khi bạn cần đặt một món hàng tại website vietkeybot.vn. Bước thứ nhất, bạn cần truy cập vào địa chỉ website vietkeybot.vn. Sau đó nhập tên sản phẩm mà bạn cần mua vào thanh tìm kiếm ở đầu trang web, rồi nhấn Enter. Ví dụ ở đây mình sẽ tìm sản phẩm ben 4 chiều. Bạn không cần gõ dấu nha. Sau khi nhập sản phẩm và nhấn Enter thì những sản phẩm liên quan đến ben 4 chiều sẽ hiện ra. Như ở đây bạn thấy là có 4 loại ben 4 chiều. Và một sản phẩm là dây cáp cho ben 4 chiều bản USB. Bạn chọn một sản phẩm bạn cần và bấm vào giữ mua ngay. Sau khi bấm vào mua ngay thì bạn sẽ đến với trang thanh toán. Ở bên trái bạn điền họ tên, địa chỉ nơi ở của bạn. Số điện thoại và địa chỉ email. Mục cuối cùng là ghi chú, bạn có thể bỏ trống. Ở bên phải các bạn sẽ chọn hình thức giao hàng, thường thì chúng ta sẽ chọn giao tận nhà với phí ship là 35.000. Còn giao hàng miễn phí chỉ áp dụng cho sản phẩm ben 4 chiều. Các sản phẩm khác đều có phí ship là 35.000 các bạn nhé. Tiếp theo bạn sẽ chọn hình thức thanh toán. Bạn có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng hoặc ví Momo. Thông tin tài khoản ngân hàng được hiển thị trên màn hình. Hoặc bạn có thể chọn hình thức trả tiền mặt khi nhận hàng. Ở đây mình sẽ chọn hình thức trả tiền mặt khi nhận hàng. Rồi các bạn bấm vào ô tôi đã đọc và đồng ý các điều khoản, điều kiện của website. Và cuối cùng bạn nhấn nút đặt hàng. Sau khi bấm xong các bạn chờ một lát thì trang xác nhận đơn hàng sẽ hiện lên. Ở đây ghi đầy đủ thông tin đơn hàng của bạn và một dòng thông báo đặt hàng thành công. Vậy là thông tin đặt hàng đã được gửi đến Mitumi. Mình sẽ đóng gói và gửi hàng cho bạn trong thời gian sớm nhất. Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. Mitumi Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye!